Đêm ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã có công điện số 13 Hòa Tốc chỉ đạo các đơn vị tập trung ứng phó lũ lớn trên các tuyến sông. Công điện nêu rõ hiện nay mức nước sông Hồng, tức là sông Thao tại Lào Cai Yên Bái, đang vượt trên mức báo động 3. Mức nước sông Lô đang tiếp tục lên nhanh, hồ Tuyên Quang mở 8 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt. Trên lưu vực sông Đà, lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình đang tăng nhanh. Hồ đang mở hai cửa xả đáy và sẽ tiếp tục mở thêm. Mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống đang lên rất nhanh, lưu tốc dòng chảy lớn. Mực nước các sông trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đang ở mức rất cao. Sông Tích, sông Bùi trên báo động 3, sông Cầu, sông Cà Lồ trên báo động 2, sông Đáy trên báo động 1 và đang có xu hướng tiếp tục lên. Sông Hồng tại trạm Thủy Văn Long Biên 7,81m, dưới báo động 1 là 1,69m, dự báo sẽ lên báo động 1 vào đêm ngày 10 tháng 9. Để chủ động ứng phó với lũ lớn trên sông, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các cấp các ngành căn cứ tình hình mưa lũ, chủ động kiểm tra giả soát, sẵn sàng triển khai các kế hoạch phương án hộ đê, phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm bốn tại chỗ, phù hợp với địa bàn phạm vi lĩnh vực quản lý, tổ chức thông báo ngay đến người dân các tổ chức hoạt động ở khu vực bãi sông trên sông biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đặc biệt là ở các vùng ven sông vùng trũng thấp vùng có nguy cơ lũ bằng nhiều hình thức để thông báo cảnh báo người dân tăng cường tuyên truyền tại các trường học khu dân cư cơ quan doanh nghiệp phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền đến từng tổ chức hộ gia đình Tổ chức trực ban ứng trực 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, bố trí cán bộ trực ban 24 trên 24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, theo dõi sát sao các bản tin dự báo cảnh báo mưa lũ, kịp thời báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố tình huống bất ngờ vân vân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chủ động ra soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết, xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng thấp dễ xảy ra ngập sâu cô lập, khu vực sát bờ sông nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực bãi giữa sông Hồng lên danh sách các hộ dân cần sơ tán chuẩn bị các điểm sơ tán an toàn đảm bảo đủ chỗ ở lương thực nước uống thuốc men cho người dân hướng dẫn một người dân nắm rõ quy trình thao tác khi có lệnh sơ tán kiên quyết triển khai phương án sơ tán bảo đảm an toàn đối với người dân phân công cán bộ phụ trách từng khu vực hộ gia đình cần sơ tán đảm bảo không bỏ sót người dân yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công trên sông ven sông, các chủ phương tiện vận tải thủy chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người phương tiện, thiết bị và công trình, giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác khoáng sản, sản xuất nông nghiệp nơi bãi sông vân vân, chủ động thu hoạch hoa màu ở những khu vực bãi thấp trũng có nguy cơ bị ngập lụt thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đò ngang đò dọc các phương tiện nổi trên sông để đảm bảo an toàn cho người phương tiện cần thiết tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố về đê điều ngay từ giờ đầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư phương tiện sẵn sàng ứng phó đối với các tình huống xấu có thể xảy ra thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo đúng quy định Sáng ngày 10 tháng 9, theo ghi nhận tại cầu Phong Châu, lực lượng chức năng vẫn túc trực phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi đường tránh từ Lâm Thao đến Tam Nông và ngược lại để đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động lưu thông vận chuyển trên địa bàn. Chiều ngày 9 tháng 9, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc công an Phú Thọ cho hay sẽ có phương án khắc phục lâu dài như xây dựng cầu mới, có giải pháp như cầu phao và phà cho di chuyển. Đến sáng ngày 10 tháng 9, mặc dù chỉ có mưa nhỏ tại khu vực huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nhưng dòng nước chảy xiết, mực nước dâng cao khiến công tác xây lắp cầu phao chưa thể tiến hành. Theo đó, dự kiến cầu phao sẽ được lắp đặt cách vị trí cầu khoảng 1 km tại vị trí xã Hương Nộn, huyện Tam Nông và xã Kinh Kệ, huyện Tam Nông. Đây cũng là hai bến đỏ cũ đã có sẵn lối xuống phà trước đó. Tại khu vực xung quanh, lực lượng chức năng đã bắt đầu lắp đặt đèn chiếu sáng, chặt bớt cành cây để sẵn sàng vận chuyển thiết bị, vật tư lắp đặt cầu phao. Có mặt tại ven sông nơi sắp lắp đặt cầu phao, nhiều người dân ngóng chờ cầu được lắp đặt. Do dòng nước chảy xiết, một số người dân có thuyền neo đậu dưới sông, cố gắng đưa thuyền lên bờ. Ông Huấn, người dân xã Hương Nộn chia sẻ, nếu không có cầu, người dân muốn qua Lâm Thao phải đi đường vòng với quãng đường gần 30 km, vì vậy người dân rất mong chờ cầu phao được lắp đặt sớm để đi lại thuận tiện hơn. Ông Huấn nói, khi nghe tin cầu Phong Châu bị sập, tất cả người dân đều rất ngỡ ngàng. Hôm qua nghe thông tin nhiều người bị rơi xuống sông khi cầu sập, ai cũng thương xót, chỉ mong sao còn người được cứu và sẽ không còn thảm họa nào như vậy nữa. Sau 24 giờ cầu Phong Châu bị sập do dòng nước chảy rất mạnh, nên mặc dù các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị hết tất cả các phương tiện vật tư, nhưng vẫn chưa thể thực hiện Đến nay, cơ quan chức năng đã sơ bộ xác định có 8 người mất tích, 3 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện trong vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ vào sáng ngày 9 tháng 9. Lực lượng chức năng đang nỗ lực quần thảo trên sông quanh khu vực cầu Phong Châu Phú Thọ để tìm kiếm các nạn nhân bị sập cầu chưa mùng 9 tháng 9. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm cầu Phong Châu tỉnh Phú Thọ bị sập, 10 giờ ngày mùng 9 tháng 9, cơ quan chức năng xác định có khoảng 6 ô tô, 5 xe máy và hơn 10 người rơi xuống sông. Đã có 3 người được cứu sống và đưa đến bệnh viện. Số người này đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Con số này sẽ tiếp tục được cập nhật. Có mặt tại hiện trường trưa mùng 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đang chỉ đạo thực hiện khắc phục thiệt hại, trong đó giao quân đội, công an chủ trì cùng Bộ Giao thông Vận tải và địa phương xem xét tìm kiếm người bị nạn, cứu chữa cho những người bị nạn được tìm thấy. Lực lượng chức năng cũng chốt chặn hai đầu, không cho phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận tại hiện trường, cơ quan chức năng đang soi chiếu tìm kiếm xung quanh bờ, các thợ lặn, người nhái phương tiện như xuồng đập trùng cũng đã được huy động để ra soát tìm kiếm nạn nhân trên sông. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nước dâng lớn và chảy xiết ảnh hưởng công tác cứu hộ. Lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông các tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Phối hợp chặt chẽ với cục cảnh sát giao thông, sử dụng mọi nguồn lực về phương tiện và người để tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân và phương tiện. Ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo một số sở ngành đơn vị liên quan đã có mặt kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường. Đồng thời, công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với lực lượng chức năng trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng để xác định chính xác số người, phương tiện gặp nạn sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị chức năng báo cáo thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bùi văn quang chỉ đạo công an tỉnh phú thọ đã triển khai phương án phân luồng giao thông ở tất cả các hướng để tránh các phương tiện từ hà nội lên và các tỉnh khác về đi qua cầu phong châu đảm bảo phân luồng từ xa đồng thời phối hợp với các lực lượng quân đội y tế triển khai các phương án để cứu hộ cứu nạn chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật tư nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn Thông tin với báo chí, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đã huy động lực lượng tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân. Thông tin với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ki Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cũng đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị hỗ trợ công an Phú Thọ tìm kiếm các nạn nhân. Như báo Công an nhân dân đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nằm trên quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng, nối huyện lâm thao với huyện tam nông đã bị nước lũ cuốn trôi công an tỉnh phú thọ đã thông báo phương án phân luồng giao thông cho người dân tiếp tục lưu thông qua hai địa bàn sau bão nước lũ dâng cao tại nhiều địa phương làm sạt lở nhiều tuyến đường sập cầu sạt bờ đê gây nhiều hậu quả nghiêm trọng Chiều ngày 9 tháng 9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, tại hiện trường có các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, quân đội, lực lượng dân quân địa phương v.v. tham gia tìm kiếm cứu nạn, ứng trực tại vùng hạ lưu. Theo thông tin từ Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, cố gắng tới đêm, lực lượng chức năng sẽ trích xuất camera và tin báo của người dân để xác định phương tiện đi trên cầu. Trước mắt, ngoài xác định 2 đến 3 ô tô, còn có một người già và hai cháu nhỏ đi trên cầu. Nhưng con số chính xác cụ thể chưa thể thông tin. Các thông tin công bố trước đó chỉ là dự báo đánh giá. Đại tá Tuấn cho biết, bước đầu, tỉnh đang chỉ đạo ra soát đánh giá các hộ gia đình gặp nạn để động viên thăm hỏi nạn nhân trong bệnh viện. Còn các chế độ chính sách, chúng tôi sẽ có quan tâm trước đó cơ quan chức năng đã cảnh báo nguy hiểm trên cầu trung hà nhưng sự việc đã xảy ra ở cầu phong châu theo đại tá nguyễn minh tuấn đây là sự việc bất ngờ phụ thuộc vào thiên nhiên nên không thể tránh được việc lâu nay cầu trung hà đang bị hỏng lực lượng chức năng tỉnh phú thọ đã có phương án giả soát tất cả các cầu cống trên địa bàn tỉnh với lưu lượng nước lớn như hiện tại có một số nơi phải đình chỉ không cho phương tiện đi qua cầu Thông tin thêm, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc điều tra xử lý liên quan tới vụ sập cầu sẽ được cơ quan chức năng xem xét. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, việc điều tra xử lý đương nhiên là trách nhiệm của chúng tôi cùng với các cơ quan chức năng. Hiện nay, việc này chưa được đặt ra ở đây nhưng chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị chức năng. Nguyên nhân ban đầu vụ sập cầu Phong Châu chưa thể đánh giá ngay được vì nước chảy xiết, không ngoại trừ trường hợp vật cứng ở đâu đó va và đập vào cầu khiến cho bị sập. Tuy nhiên, nguyên nhân thì phải để cơ quan chức năng điều tra xác minh mới có thông tin chính xác. Hiện nay, nước sông Hồng đang chảy rất xiết qua vị trí cầu Phong Châu bị sập khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ, Đại tá Trần Nho Lương, phó chỉ huy trưởng chiến dịch tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ cho biết, do nước sông Hồng dâng cao chảy rất xiết nên công tác cứu nạn cứu hộ buộc phải tạm dừng. Đại tá Trần Nho Lương cho biết thêm, sau khi nước rút và có lệnh thì các lực lượng sẽ khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Về nguyên nhân khiến cầu sập, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ báo cáo nhanh là do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7, làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7 hiện số lượng người bị rơi xuống sông Hồng trong vụ sập cầu Phong Châu vẫn chưa thể xác định. Các lực lượng sẽ tổng hợp camera hành trình của những phương tiện ô tô đi qua cầu để xác minh chính xác. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 9 tháng 9, phi hành đoàn điều khiển máy bay chiến đấu Su-34 thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công một nhóm quân nhân và thiết bị của Kenya tại khu vực biên giới ở tỉnh Trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bằng bom có mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn, sau khi cơ quan tình báo xác nhận các mục tiêu đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay an toàn. Cũng theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, tính tới nay, Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, 87 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân kể từ khi cuộc tấn công vào tỉnh Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn mất 42 xe chiến đấu bộ binh, 624 xe chiến đấu bọc thép, 84 khẩu pháo, 8 hệ thống tên lửa phòng không, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 21 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không. Chỉ tính riêng từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9 tại tỉnh Kursk, lực lượng Ukraine đã mất tới 510 quân nhân và 19 đơn vị thiết bị, bao gồm 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 15 xe bọc thép chở quân, cũng như 2 khẩu pháo, 1 trạm tác chiến điện tử và 13 xe hơi. Cũng với đó, lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine ở gần Malaya Loknia, Chekaskaya Konopenka, Mariefka và Snagos thuộc tỉnh Kursk trong 24 giờ. Ngoài ra, không quân và pháo binh Nga đã tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine tại 12 khu định cư của Kursk, gồm Apanasovka, Boki, Vysnevka, Vernev, Javnoje, Kazachia, Loknia, Marievka, malea Loknia, Masinovka, Obukovka, Liubimovka, pervi và Snagos. Quân đội Ukraine chưa bình luận về các thông tin này.